Hôm 14 tháng 5 năm 2024, VOA lại tổ chức cái gọi là bàn tròn chuyên đề với tiêu đề từ Nguyễn Tất Thành tới Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh một số câu hỏi còn đặt ra. Ngoài sự câu nối của Quốc Phương, còn có bốn vị thường thấy sang sái lên mạng của VOA, đó là các ông Nguyễn Quang A, Trần Trung Đạo, Đỗ Thông Minh, Đoàn Xuân Kiên. Dìa lề còn có một số kẻ theo đóng ăn tàn, có những bình luận xuyên tạc, vô văn hóa. Theo mấy ông cao niên nhưng mà trí óc không còn minh mẫn, thiếu nhãn quan lịch sử, thiên kiến chính trị, suy diễn vô lối thì toàn bộ tiểu sử cuộc đời Hồ Chí Minh là ngụy tạo bởi mục đích chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vấn đề này không mới, từng bị nhiều kẻ kỳ thị chế độ Cộng sản tìm mọi cách xuyên tạc từ lâu lắm rồi. Nghe thật giác tai, song có mấy điểm cần phản bác với mấy ông, rằng các ông bôi nhọ Hồ Chí Minh là kẻ cơ hội, tự đề cao mình, điều này chỉ càng lộ rõ nhân cách của mấy vị không còn lành lặn. Bởi vì, khảo cứu toàn bộ các chiếc tác của Hồ Chí Minh thì một trong những vấn đề mà Hồ Chí Minh ghét cay ghét đắng, dị ứng chính trị nhất là chủ nghĩa cá nhân. Ngay sau khi tuyên ngôn độc lập, thành lập chính phủ cách mạng, Hồ Chí Minh đã nhiều lần gửi thư cho các cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là những người trực tiếp với dân. Trong đó người khuyên dân, cảnh tỉnh những thói hư tật xấu đẻ ra từ chủ nghĩa cá nhân, người đòi hỏi các ông quan cách mạng phải cải não tư duy làm công bộc của dân. Mấy ông nói rằng Nguyễn Ái Quốc là người theo chủ nghĩa dân tộc, xem nhẹ đấu tranh giai cấp. Đây không hề là khuyết điểm hay sai lầm chính trị của Nguyễn Ái Quốc, mà là sự thể hiện tính nhất quán chính trị về sự vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, phù hợp với xu thế lịch sử trong thế kỷ 21. Mấy ông nói hồ sơ cá nhân, các chức tác của Hồ Chí Minh không phải là chính tác mà hoàn toàn do bịa đặt để tô vẽ đề cao cá nhân. Chuyện hoạt động bí mật, nhất là trong bối cảnh bị mật thám theo dõi, đe dọa gắt gao thì lẽ đương nhiên phải thay tên đổi họ, lập hồ sơ giả để tránh nanh vuốt quân thù. Giả dụ đặt mấy vị vào trường hợp như thế thì cũng sẽ phải làm như vậy. Còn việc có sự đánh cháo Nguyễn Tất Thành bằng một nhân vật do bàn tay của bên tàu tưởng là bịa đặt trắng trợn. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị cao đẹp nhất được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là lẽ tự nhiên, như mạch nguồn văn hóa dân tộc Việt Nam. Việc đúc tượng, bảo quản thi hài người cũng là do nguyện vọng của người dân Việt Nam. Những ngày lễ trọng đại, nhất là vào dịp Quốc khánh 2/9, đồng bào ta nối dài và lăng viếng Bác cũng là một lẽ tự nhiên, cho thỏa lòng mong ước được trông thấy người trong giấc ngủ ngàn thu. Toàn bộ cơ đồ dân tộc do công lao của người để lại sẽ mãi là niềm kiêu hãnh dân tộc, không gì lay chuyển nổi.